áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào con học sinh thân mến của Việt Sách. Cô Hiền rất vui khi là người đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau học một tiết luyện từ và câu về mở rộng vốn từ. Và chủ điểm ngày hôm nay mà cô và các con cùng mở rộng vốn từ đó là bảo vệ môi trường. Và đây sẽ là tiết học đầu tiên. Bây giờ mời các con chúng ta mở sách giáo khoa trang 115 để cùng cô mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường. Và thông qua tiết học ngày hôm nay, cô mong muốn sẽ giúp các con hiểu được một số từ ngữ về môi trường. Chúng mình sẽ tìm đúng được từ đồng nghĩa với từ đã cho. Đồng thời các con sẽ ghép đúng tiếng bảo với những tiếng thích hợp để tạo thành từ phức. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay. Bài tập số 1, điền từ thích hợp vào chỗ trống. Ở đây cô có các từ sau. Cô có từ khu dân cư, khu sản xuất và khu bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời với đó, cô cũng có 3 câu. Và đương nhiên 3 câu này còn khuyết đúng nào. Câu A chấm ba chấm là khu vực trong đó các loài vật, các con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài. B chấm ba chấm là khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt. Và cuối cùng chấm ba chấm là khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp. Vậy bây giờ nhiệm vụ của các con đó chính là điền 3 từ khu dân cư, khu sản xuất và khu bảo tồn thiên nhiên vào các vị trí A, vị trí còn trống ở trong 3 câu A, B, C sao cho phù hợp. Vậy thì ở câu A, khu vực là khu vực trong đó các loài vật, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ và giữ gìn lâu dài. Chắc chắn chúng ta sẽ điền được vào chỗ trống này, đó chính là khu bảo tồn thiên nhiên. Tiếp theo là khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt. Chắc chắn đó sẽ là khu dân cư. Vậy thì hai từ cô đã điền được rồi thì chúng mình sẽ chỉ còn khu sản xuất ở câu C thôi, đúng không nào? Vậy thì khu sản xuất là khu vực làm việc của nhà máy và xí nghiệp. Vậy thì thông qua việc chúng mình điền các từ vào các chỗ trống này, vậy thì các con đã hiểu được nghĩa của khu bảo tồn thiên nhiên, khu dân cư và khu sản xuất. Ở đây, khu bảo tồn thiên nhiên là khu vực trong đó mà các loài vật, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ và giữ gìn lâu dài. Khu dân cư là khu vực dành cho nhân dân ăn ở và sinh hoạt. Và khu sản xuất là khu vực làm việc của nhà máy và xí nghiệp. Như vậy, chúng ta đã được hiểu thêm được thế nào là khu bảo tồn thiên nhiên, thế nào là khu dân cư và thế nào là khu sản xuất. Như vậy, cô và các con chúng ta đã vừa cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên ở trong bài tập số 1. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhiệm vụ số 2 trong bài tập 1. Chúng ta cùng xem nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta làm gì nhé. Mỗi từ ở cột A dưới đây ứng với nghĩa nào ở cột B? Ở cột A, cô có những từ sau: sinh vật, sinh thái, hình thái. Ở cột B, cô có quan hệ giữa sinh vật, kể cả người, với môi trường xung quanh. Thứ hai, tên gọi chung của các vật sống bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật có sinh ra, lớn lên và chết. Và cuối cùng, hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật có thể quan sát được. Vậy thì bây giờ các con sẽ hoàn thành cho cô nhiệm vụ này. Chúng mình hãy thử nối cho cô các từ ở cột A với các nghĩa tương ứng ở cột B. Ở đây, từ sinh vật thì chúng ta sẽ nối được với tên sinh vật là tên gọi chung của các vật sống bao gồm động vật này, thực vật và vi sinh vật có sinh ra, lớn lên và chết. Sinh thái chúng mình sẽ nối với
quan hệ giữa sinh vật, kể cả con người, kể cả người với môi trường xung quanh, ta sẽ gọi là sinh thái. Như vậy chúng ta còn từ cuối cùng là hình thái sẽ nối với ô cuối cùng. Hình thái sẽ là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật và có thể quan sát được. Và thông qua nhiệm vụ B này thì chúng ta cũng hiểu được thế nào là sinh vật, thế nào là sinh thái và thế nào là hình thái. Vậy bây giờ cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta như sau: ghép tiếng bảo có nghĩa là giữ hoặc chịu trách nhiệm với mỗi tiếng sau để tạo thành từ vựng và tìm hiểu nghĩa của mỗi từ đó. Có thể sử dụng từ điển tiếng Việt, và từ điển tiếng Việt thì cô yêu cầu ngay từ từ những tiết đầu, đó là chúng mình phải trang bị cho mình một cuốn từ điển tiếng Việt rồi, đúng không nào? Nếu các con chưa có từ điển tiếng Việt, chúng mình có thể truy cập vào các trang web mà cô đã giới thiệu cho các con để các con có thể tra từ online. Vậy thì bây giờ ở trong bài tập số 2 này, nhiệm vụ khá là đơn giản đúng không? Chúng mình sẽ ghép tiếng bảo với mỗi tiếng ở đây. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghép được gì nhỉ? Ta sẽ có bảo đảm này, bảo hiểm này, bảo quản này, bảo toàn này, bảo tồn này, bảo trợ và bảo vệ. Vậy thì bảo đảm có nghĩa là gì? Bảo đảm hay chúng ta còn có thể gọi là đảm bảo, có nghĩa là làm cho chắc chắn và thực hiện được hoặc giữ gìn được. Tiếp theo chúng ta có từ bảo hiểm. Bảo hiểm có nghĩa là giữ gìn đề phòng tai nạn hoặc trả khoản tiền thỏa thuận khi có nạn xảy ra đến với người đóng bảo hiểm. Và trong cuộc sống hàng ngày thì các con có thể kể tên một số loại bảo hiểm như là bảo hiểm y tế này, bảo hiểm nhân thọ. Tiếp theo, bảo quản. Bảo quản có nghĩa là giữ gìn cho khỏi hư hỏng hoặc hao hụt. Tiếp nữa chúng ta sẽ có từ bảo toàn. Bảo toàn có nghĩa là giữ cho nguyên vẹn hoặc không thể suy chuyển hoặc mất mát. Tiếp theo chúng mình sẽ có từ bảo tồn, có nghĩa là giữ lại, không để mất đi. Bảo trợ có nghĩa là đỡ đầu và giúp đỡ. Và từ cuối cùng, bảo vệ có nghĩa là chống lại mọi xâm phạm để giữ cho nguyên vẹn. Và đồng nghĩa với từ bảo vệ thì chúng mình sẽ có từ giữ gìn. Như vậy thì cô và các con chúng mình đã vừa hoàn thành xong yêu cầu của bài tập số 2. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng các con đã hiểu được nghĩa của các từ bảo đảm, bảo hiểm, bảo quản, bảo toàn, bảo tồn, bảo trợ và bảo vệ, vậy thì cô sẽ đưa ra thêm cho các con một nhiệm vụ, đó chính là các con hãy đặt câu với các từ này. Vậy thì ở đây cô sẽ đưa ra cho các con một số ví dụ để các con tham khảo và hy vọng rằng thông qua các ví dụ đó các con sẽ hiểu được nghĩa của các từ mà cô đã nêu ở trên đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có bảo đảm. Cô có câu sau: tớ bảo đảm cậu sẽ làm được. Tiếp theo từ số 2, bảo hiểm. Cô có câu: chúng em mua bảo hiểm y tế. Tiếp theo với từ bảo quản, cô có câu: thực phẩm cần được bảo quản đúng cách. Với từ bảo toàn, cô cũng có câu: chúng ta phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Tiếp theo cô có câu sau với từ bảo tồn: ở Cát Bà có khu bảo tồn sinh vật. Với từ bảo trợ, cô cũng có câu: bạn ấy thành lập Hội Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam. Với từ bảo vệ, cô cũng có câu: chúng ta phải bảo vệ môi trường. Đây là những câu mà các con có thể tham khảo. Và cô hy vọng với những câu này các con có thể hiểu hơn về nghĩa của các từ như bảo tồn, bảo trợ, bảo vệ, bảo đảm, bảo toàn. Thì bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Vậy thì chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay, bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta như sau: thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó.
chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp. Thông qua bài tập số 2, các con đã hiểu được nghĩa của từ bảo vệ và cô cũng đã giới thiệu cho các con từ đồng nghĩa với từ bảo vệ, đó là từ giữ gìn. Vậy ở đây từ bảo vệ các con có thể thay bằng từ giữ gìn. Chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh. Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp. Và các con thấy rằng từ giữ gìn này khi thay thế cho từ bảo vệ thì nghĩa của nó cũng vẫn được giữ nguyên, đúng không nào? Như vậy thông qua 3 bài tập vừa rồi thì cô và các con chúng ta được mở rộng cuốn từ về bảo vệ môi trường. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.